Trần Đại Gia. Ông Trần là người thông minh tài giỏi, tướng mạo tuấn tú, con nhà phú quý, tính tình phóng khoáng, ăn nói rất có duyên thu hút. Lúc ông làm việc, người ta cả tháng mới bán được một hai sản phẩm, còn ông thì hàng ngày có thể bán tới 7-8 bộ sản phẩm. Ông rất có tài chào hàng là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh. Thế nhưng ông lại có một tật xấu là rất ưa chuyện mây mưa trăng gió, thường tìm kỹ nữ mua vui. Ông kể đã truy hoang với rất nhiều cô. Tôi là đồng nghiệp, thường cố gắng thuyết Phật Pháp khuyên can ông. Tôi nói, người có phúc lộc nhiều mà đắm mình vào bao gái, ăn chơi sẽ làm suy phúc. Còn người có phúc lộc mỏng, ắt sẽ bị giảm thọ. Nhờ làm việc chung, ông cũng chịu nghe lời tôi khuyên nên đối với nữ sắc có lưu tâm kiềm chế. Sau này ông dời đến nơi khác, cùng bạn bè hùng hạp mở tiệm, giao du toàn những người hiếu sắc, ăn chơi nên chẳng bao lâu lại đắm chìm trong sa đọa phóng túng. Ông còn khoe là bạn bè luôn khuyên nên phá đời các thiếu nữ để tăng thêm may mắn. Do vậy mà các bé gái mới 12-13 tuổi đã bị ông và đám bạn nhiễm nặng thuyết tàn nhẫn bất lương này xâm hại. Tôi nghe xong rất buồn, dội khuyên ông dừng lại và giải thích rằng hành vi này không phải là việc xả xui giúp phát tài hay tăng đại may mắn mà chỉ càng quỷ hoại phúc lộc quyền và khiến bản thân ông đoản thọ tuyệt đối chẳng nên tin theo tà thuyết này nhưng ông vẫn cuồng tín không nghe hăm hở bỏ tiền ra phá đời các thiếu nữ sau đó khoảng chừng hai ba tháng Ông lái xe hơi mui trần đi ngao du cùng bạn tình thì bỗng bị xe tông, khiến ông văng lên cao mười mấy mét rồi té xuống, não dập nát bét, chết thảm đến kinh hồn. Phụng Tây Ngọc Lan Một phụ nữ Hoa Kiều Sang Brazil lập nghiệp Và đến bệnh viện làm nghĩa công Sau ba tháng thọ huấn Lan được cử đến nhà xác lãnh công tác Mà đa số đều sợ và không dám nhận Lan vốn là đệ tử thuần thành của Phật Bất kể hoàn cảnh người chết ra sao Vô thừa giận Chết thảm Chết oan Chết bất ngờ Vân vân Đều được Lan chăm lo chu đáo cô vừa niệm Phật, vừa tắm rửa cho người mất, thay y phục, vân vân. Lan tình nguyện làm việc nghĩa này ròng rã bao năm dài. Mười năm trôi qua, sở làm chồng Lan bị đóng cửa, hai vợ chồng bèn dời đến đô thị tìm công việc mới. Hai vợ chồng bắt đầu buôn bán nhỏ. Không bao lâu, thì họ gặp một người bạn thân có hảo ý mời họ làm đại lý cho một cửa hàng bán linh kiện máy vi tính ở Đài Loan. Thế là, họ nhận lời. Họ chăm chỉ kinh doanh, công việc dần phát, mấy năm sau, thì họ trở thành tỷ phú. Vì đệ tử Phật này, chẳng vì việc làm ăn phát như rồng gặp may mà quên đi bổn phận, làng vẫn tiếp tục xuất tiền, xuất lực, cúng dường tam bảo, tự viện và đóng góp cho các nhà thương, bệnh nhân và các việc từ thiện trong xã hội. Do hai vợ chồng siêng năng tạo phúc tích đức nên con cái cũng đồng tâm hướng thiện giống cha mẹ. Chúng vừa có hiếu, vừa có tài. Sau khi các con họ tốt nghiệp đại học xong, không những họ có sự nghiệp thành đạt, cống hiến không nhỏ với đất nước, xã hội mà còn tiếp nối chí nguyện từ thiện của cha mẹ, luôn biết tích đức, tạo phúc Đọc đến đây, chúng ta có thể hiểu là nhân nào quả nấy, hành thiện gặp thiện báo, mọi sự là do ta gieo và từ gặt hái. Hy vọng, mọi người đều hiểu rõ luật nhân quả, siêng tạo duyên lành, nhân lành, sự nghiệp lành, cầu mong ai cũng sáng tâm, huệ pháp, tinh tấn dũng mãnh giữ gìn thân khẩu ý, lèo lái bản thân đi trong con đường thiện, để cuộc sống luôn được hạnh phúc mối tình tây ba hiểu mỹ là một nữ doanh nghiệp xinh đẹp giàu sang thành đạt nàng cùng chồng là an vĩ sống hạnh phúc với hai con một trai một gái chúng thông minh ngoan ngoãn ai cũng khen đây là đôi uyên ương lý tưởng nhưng chính nhan sắc thành công và sự duyên dáng của hiểu mỹ đã khiến nàng phạm phải sai lầm từ phá tan mái ấm của mình trong một lần công tác hiểu mỹ gặp và quen anh chàng họ điền hai bên nhất khiến chung tình vừa nhìn đã thấy yêu cảm thấy vô cùng ý hợp tâm đầu luyến ái ngày càng sâu đậm họ đắm chìm trong lưới tình thương nhau mê bệt yêu đến chết đi sống lại anh điền vì muốn có được hiểu mỹ mãi mãi nên đã chủ động tìm đến an vĩ thông báo mối quan hệ mật thiết này và đề nghị an vĩ hãy ly hôn với vợ. An Vĩ về nhà, trong cơn phẫn nộ, đã ra tay đánh Hiểu Bỉ trước mặt hai con. Hiểu Bỉ bị đánh rất căm giận, kiên quyết đòi ly hôn. Nhưng An Vĩ chẳng đáp ứng. Nhờ bạn bè giới thiệu, Hiểu Bỉ tìm đến tôi, sát diện tiều tụy, mặt tái nhợt, khóc lóc, kể lại sự tình đã qua. Tôi nghe xong, bảo hiện giờ chị không thể ly hôn bởi vì mối quan hệ giữa chị và anh điền là tài dâm đây là tình tội lỗi nếu phát triển tiếp thì sẽ càng thống khổ nhiều hơn vì anh điền cũng đã có vợ gia đình đang êm ấm lại còn có một đứa con gái nữa ngừng một lúc tôi nói tiếp chị và anh điền vì sao động tình cảm nhất thời mà đòi dứt bỏ hết tất cả để kết hợp với nhau vậy thì quả báo cả hai phải gánh lấy, chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Nhìn vào ánh mắt hoài nghi của Hiểu mỹ tôi cảnh báo. Có đến với nhau bây giờ thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, hai người sẽ phải chia tay nhau thôi. Do chị chưa đoạn sát nghiệp, còn ăn mặn, lại phạm thêm trọng tội tà dâm. Nếu chị không biết ăn năn sám hối, thì sẽ mắc bệnh phụ khoa hiểm nghèo và qua đời khi chưa đến 40 tuổi. Hiểu Mỹ nghe nói cả kinh, vội nói Trời ơi, gần đây á tôi nghe bụng dưới nó đau râm râm khó chịu Có thiệt là tôi bị bệnh phụ khoa không? Năm nay tôi 36 tuổi rồi Vậy làm sao thoát khỏi kiếp nạn này đây? Chị hãy quay về với chồng của chị đi Dốc hết sức thực hiện chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ Hãy chăm sóc chồng con chu đáo và phải đoạn tuyệt hẳn Không được gian díu danh điền nữa Kể từ hôm nay, chị phải tụng 49 bộ kinh địa tạng, lo ăn chay, phóng sinh, nghiêm trì ngũ giới, siêng học Phật tu hành. Hiểu Mỹ nghe xong, gật đầu nói. Tôi sẽ về nhà làm như lời cô dạy. Nửa tháng sau, Hiểu Mỹ mặt mày hồng hào tươi tắn đến thăm chúng tôi. Vừa gặp, cô đã nắm lấy tay tôi và nói. Hiện tại thì tôi đã cắt đứt, không gặp anh Điền nữa. Chị nhớ kiên trì tụng kinh hồi hướng, dứt ác hành thiện, trì giới tu hành. Xem như đổi mới cuộc đời lại hết kể từ đây. Hai tháng sau, cuộc sống hữu bỉ đã chuyển tốt. Hàng ngày chị tụng kinh, sám hối, những lỗi lầm trước đây, và âm thầm hành thiện tích đức. Không những thế, cả gia đình chị đã bắt đầu ăn chay hậu Phật. Cuộc sống gia đình trở nên hạnh phúc, ấm êm. Nhờ vậy, các con an khỏe, trưởng thành thăng tiến phần anh điền mới đầu không cam tâm bỏ cuộc không chịu rời xa hiểu mỹ tôi phải khuyên lương giải thích phân tích lợi hại đủ điều cuối cùng mới dàn xếp ổn thỏa kể lại câu chuyện này tôi mong rằng các mái ấm trong dân gian luôn sống hòa thuận an vui hy vọng tất cả các cặp vợ chồng sẽ thủy chung với nhau tương thân tương ái xin quý vị đừng vì sao động nhất thời mà phát sinh ngoại tình quả báo tà dâm rất đáng sợ ngoài kết cuộc người mất nhà tan còn chiêu lấy thảm báo ở địa ngục khi khởi tâm ngoại tình hay nuôi dưỡng ý tà là quý vị đã tự phá tan phúc báo hiện có nghĩa là tài lộc quyền đều bị sạc ai cũng tưởng sát sinh mới đoạn bệnh nhưng thật ra tà dâm cũng chiêu lấy quả báo bị các bệnh hiểm nghèo tán tài mất phúc lộc và đoạn bệnh chết rồi còn đọa vào địa ngục chịu khổ xin mọi người hãy nghiêm trì giới luật chẳng nên đến ngoại cảnh dụ dỗ nếu người lỡ phạm tà dâm thì ngay đây nên hạ quyết tâm từ bỏ tha thiết sửa đổi lỗi trước phát nguyện sám hối vĩnh viễn không tái phạm như vậy mới có thể chuyển đổi vận bệnh mình thành tốt đẹp. Lời người dịch Hiểu Mỹ ngoại tình, bị quả hồng cảnh báo nếu tiếp tục sẽ không hạnh phúc với tình nhân, còn mắc bệnh phù khoa nan y và chết yểu. Vậy thì ác độc giả sẽ có người thắc mắc nói rằng, thấy trên thế gian này cũng có nhiều kẻ ngoại tình, và họ ra đi, xây tổ uyên ương với người mới, cũng đâu có bị báo ứng gì. Chúng ta có thể lý giải như sau, người làm ác mà chưa bị báo ứng liền là do phúc họ còn nhiều, một khi phúc suy, quả báo sẽ ập tới. Và lại, bạn chỉ đứng bên ngoài nhìn, đầu theo sát một bên, cũng chẳng phải là người trong cuộc để cảm nhận được những bất hạnh mà kẻ ngoại tình phải thầm đếm trải. Nếu bạn theo dõi lâu dài, ác sẽ thấy diễn tiến sau này, đa số đều xảy ra đúng như lời quả hồng đã cảnh báo. Còn nữa, trong chuyện Diễm Tuyết, cô Diệp, tuy ở vị trí kẻ thứ ba, nhưng cô xuất hiện để đòi nợ và báo thù, trả lại những thống khổ mà đối phương đã từng gieo cho mình ở kiếp trước. Bởi kẻ có lỗi trong đây là Diễm Tuyết, nên hiện đời không được phép oán giận. Ngược lại, còn phải tạo nhiều phúc thiện để hồi hướng cho cô dịp hầu cứu chuộc lỗi xưa do vậy mới có những chuyện tình oan trái bất công phù tình mà không thấy báo phá gia can mà chẳng thấy trả quả là vì những ẩn khuất trong đó ta chưa hiểu chứ luật nhân quả vận hành không bao giờ sai riêng chuyện hiểu mỹ khi không mà tạo tội thì sẽ lãnh ác báo như quả hồng đã cảnh cáo Phần đông người ta phạm lỗi vì không hiểu luật nhân quả, nếu an tường rồi thì ác sẽ không cam lòng tạo tội. Vì nếu so sánh, sẽ thấy chạy theo tình cảm nhất thời, niềm vui không bao nhiêu mà hậu quả thống khổ phải trả lại vô cùng tận. Nếu đặt lên bàn cân, người khôn ngoan sẽ biết chọn điều thực sự có lợi cho mình. Người ta thường nói, Phật pháp là suốt thế, không dính gì đến thế gian. Ấy vậy mà, Phật Pháp lại tác hợp cho thế gian vô cùng tốt đẹp, để tôi kể bạn nghe câu chuyện thực mình từng chứng kiến. Tôi quen Nhã Lan, cháu khoảng 26 tuổi, rất xinh đẹp, tốt nghiệp trường điện ảnh, hành nghề không bao lâu thì cháu kết hôn với một Mỹ Nam túng tú. Môn đăng hồ đối và giải nghệ sống bình thường như bao mái ấm khác. Nhưng vợ chồng Nhã Lan là đôi trai tài gái sắc mà tài sắc trong dân gian luôn là tiêu điểm để phần đông người ta theo đuổi tranh giành do vậy mà hôn nhân của nhã lan nằm bên bờ vực tan vỡ vì ai cũng có người theo đuổi nếu cả hai vợ chồng đồng không chung thủy thì chuyện chia tay là lẽ đương nhiên có lần nhã lan gọi điện cho tôi tấm tức khóc kể cô ơi cô không muốn sống nữa cháu cũng chết quá cười vừa nghe cháu than tôi hiểu ngay trong đời người ta thường đau khổ vì sự nghiệp danh vọng tình cảm bất như ý nhã lan có đầy đủ hết nên tôi đoán chỉ có tình cảm mới làm cho cháu buồn dữ vậy ắt là do đức lang quân có nhiều đeo đuổi đã khiến cho cháu sầu khổ vì vậy tôi bảo kiểm lại xem trong đời con có từng làm khổ ai chưa dạ có rất nhiều nhiều lắm cô vậy thì xem như con đang trả quả đi nếm lại khổ đau để thông cảm với những người từng bị con làm khổ lúc ấy tôi rất bận do phải tiếp hai cuộc điện thoại bất ngờ và quan trọng cùng lúc nên không kịp nói gì nhiều với nhã lan và cháu đang buồn nên cũng không muốn nói năng chi nhiều sau đó, cháu kể cho tôi nghe, lúc đó đang rất muốn tự tử. Nhưng câu nói, xem như con trả quả đi của tôi, đã làm cho cháu bừng tỉnh và quyết tâm vượt qua khổ đau. Sau đó, hai vợ chồng cháu được một cao tăng hướng dẫn. Trước tôn tượng Phật, họ thề sám hối mồi đổi xưa, nguyện sống chung thủy, nghiêm trì ngũ giới, tu theo Phật Pháp. Hiện tại, Nhã Lan sống rất im ấm. Cháu từng tâm sự với tôi. Cô ơi, con không có mơ giàu sang danh vọng hay bất kỳ thứ gì khác. Con chỉ muốn sống an phận như vậy mà hạnh phúc là đủ rồi. Ngày ngày tự kiểm lỗi mình để không phạm sai. Ngày ngày càng hành trì theo pháp Phật, tụi con càng hạnh phúc. Nhờ vậy mà vợ chồng con tin nhau tuyệt đối. Ai mà nói xấu con á là ảnh binh liền à. Ai mà nói xấu ảnh thì con cũng binh nữa. Vì biết đôi bên đều lo giữ giới, không dám tạo tội phạm lỗi nữa. Chẳng còn ai lo ai ngoại tình, chẳng ai thèm canh ai nữa. Vì đã có giới pháp của Phật bảo vệ rồi mà. Từ con cứ thế mà sống, cứ thế mà tích đức tạo phúc, gieo nhân an ổn từ đời này mãi đến đời sau. Nghe cháu nói mà vui, ai bảo Phật Pháp không đem lại hạnh phúc cho người thế gian chứ? Mang thai không nên nổi giận tại một ngôi chùa ở Tây An, có một phụ nữ khoảng 50 tuổi, đang hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp kể lễ những uẩn khúc của bà. Vợ chồng bà sớm đã đi chị, nhưng đứa con gái do bà trăm cây ngàn đắng nuôi dưỡng khôn lớn, hiện nay là sinh viên Viện nghiên cứu Đại học Bắc Kinh. Từ sinh ra đến giờ, tâm tính hành vi nó rất kỳ khôi, luôn thích kình chống mẹ, hãy bảo nó đi đông, thì nó rảo tay Thí như nó ưa ăn cơm rau xào, bà liền làm thật ngon cho nó ăn. Rõ ràng là nó đang thưởng thức say mê. Vậy mà, cứ làm ra bộ chẳng thích. Leo lẻo nói mình ưa thứ khác và trách mẹ không chiều theo. Hôm sau, bà làm đúng thứ nó yêu cầu. Thì nó lại nói mình ưa món khác, chẳng phải thứ này. Nghe mà phát tức vậy đó. Nhưng ở bên ngoài ai cũng khen nó là một cô gái rất biết điều, và năm nào cũng được bầu chọn là học sinh giỏi nhất của trường. Mặc dù nhờ ảnh hưởng mẹ, nó cũng tin Phật, nhưng thái độ cư xử vẫn không thay đổi. Thấy bà nói niệm Phật tốt, thì nó nghiêng qua tham thiền, dù lúc tỉnh tọa thấy rõ ràng nó niệm Phật. Thưa sư phụ, ngài nói xem, có phải là nó nghịch duyên với con hay không? Có phải là nó đến đòi nợ con không? Hòa thượng bảo, lúc mang thai cháu được sáu tháng bà thường nổi giận bà đã gây cãi với chồng mấy lần bà nghĩ một lúc rồi đáp ừ, dạ có còn gây với ông xã hai lần chồng bà ngày xưa một bề yêu thương bà phải không ừ, dạ đúng ạ chồng bà mỗi khi gây giận lòng rất oán trách bà vì mỗi lần gây dù bà biết mình sai xong vẫn cố cải bướng. Sau đó, bà làm mất đi lòng yêu thương chồng dành cho bà, cũng khiến ông mất lòng tin về cuộc sống chung. Khi chồng bà đề nghị ly hôn, bà tuy trong lòng rất không muốn, nhưng ngoài miệng cứ oan oan nói lời trái ngược, còn hùng hổ tuyên bố. Ly thì ly, ông biến ngay cho tôi. Từ hồi ly dị đến giờ, bà không tái hôn là bởi vì hối hận và hoài niệm, đúng không? Đột nhiên, bà bật khóc tức tưởi nghẹn gào, lệ tuôn tràn rụa. Hòa thượng nói tiếp. Lúc bà khi cãi với chồng, thai nhi trong bụng cũng khởi niệm tức giận bà. Cơn phẫn nộ của bà cũng làm thương tổn đến gan tạng con bé. Bà có lỗi nhưng không chịu nhận mình sai dẫn tới vợ chồng phải ly dị, khiến cháu bị mất mát tình thương của cha. Mà nó chủ yếu là vì cha mà đến, đầu thai làm con gái hai người. Nên tận trong sâu thẳm của ý thức, nó đã có sẵn niềm oán hận bà. Thực ra, nội tâm bà đã thầm sám hối lỗi xưa với chồng, chỉ là không chịu công khai nói ra thôi có một cách giúp bà chuộc lỗi mà không làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình hiện tại của ông. Để ông biết bà đã ăn năn, thì hãy dùng tâm sám hối đó đối diện với con gái. Chính do sai trái của bà khiến đời này nó bị mất đi tình phụ tử. Khi ở nhà, bà hãy chí thành tụng lễ ba bộ lương hoàng sáng dưới sự gia trì của Phật thái độ con gái đối với bà sẽ thay đổi nó sẽ thành một đứa con hiếu thuận mê hồn than mê hồn than như tứ đổ tường nhiều người mê đắm khó thể buông hút thuốc học bài mờ tâm trí đắm nghiền tủ sắc từ trói thân nếu ai thoát khỏi bốn tật này chính là như lai từ tại vương một chàng sinh viên khoảng hai mươi, hướng hòa thượng diệu pháp, nêu thắc mắc. Vì kiếp trước đời sau, hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng, hệ diêm dương cho người nào đầu thai, thì trước tiên bắt họ uống một chén mê hồn than của mạnh bà, uống xong thì quên hết mọi chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật, có chuyện uống canh mê hồn này không ạ? À? Hòa thượng diệu pháp đáp. Ta nói có hay không đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem. Hiện tại người thế gian, trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì tiền mà sẵn sàng dù quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác. Vậy là thù có thể hóa thành bạn. Có kẻ, vốn là bằng hữu, thân thiết như tay chân, cũng vì tiền mà lật lọng trở mặt phản nhau thành thù. Thậm chí, dẫn tới, anh chết, tôi sống, thì một mất, một còn. Đây đều là do uống phải mê hồn than tiền của mạnh bà mà quên hết tất cả. Diệt dương câu tiễn vì muốn báo thù ngô phù sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Không lẽ ông thật quên mối nhục trong quốc mà chịu theo hầu hạ, phục dịch ngô phù sai? Đây chỉ là giả dờ dối trá thôi vì tận đáy lòng diệt dương ông đầy thù oán chỉ đợi thời cơ rửa hận không phải là không báo thù mà vì thời chưa tới một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đẩy da thúi bên ngoài thôi về hình dốc xem như có thay đầu đổi mặt thực đó nhưng thần thức gã nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này đối với quá khứ vẫn biết rõ một cách khách quan rằng nên hướng ai báo ân hướng ai đòi nợ vì vậy mới có câu thiện được thiện báo ác hữu ác báo do nghiệp lực dẫn dắt hãy cần đến thì nhất định phải đến cần đi chắc chắn sẽ đi quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xã tăng giảm. Cho nên, bị mê hồn than làm lú lẫn, chính là bị tập khí, tham, sân si, che lấp, Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo, lưu chuyển trong sinh tử. Bà Trương là tổng giám đốc một đại xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công dân sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ thế nhưng trong gia đình mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm hạnh phúc nhưng đối với cậu quý tử tên cường thì họ lại bó tay hết cách cường rất thông minh từ nhỏ chăm học ít nói trong lòng cha mẹ nó là đứa con ngoan là bảo bối vô giá nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó ghiền chơi game online từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành xa suốt. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè, có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy bay đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ, bà Trương Thiết Tha khuyên con đừng chơi game nữa, thằng cường liền nổi quạo không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha khiến cho ông bị thương mắc phải bà trương giận quá cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm lúc đó tôi gặp bà trương thấy mặt mày bà tiều tụy mắt đỏ hoe buồn rầu than rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ người lớn có lòng có ý tốt khuyên nó đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận lại còn ra tay đánh cha nữa ngừng một lúc bà tiếp nó mê chơi game đến nỗi bỏ học tính đến nay đã hơn nửa năm rồi vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp nhưng mà tất cả đều vô dụng trời ơi <laughs> Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi giải thích. Phải ôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay. Tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng. Đời trước cùng là vợ chồng, nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi. Bà Trương thuở đó, mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loài giàu mà bớt nhân. Ông tự thị mình giàu Nên rất khinh người Lúc đó Trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi Cha mẹ nó Do thiếu nợ họ Vô phương đền trả Nên bất đắc dĩ Phải cho con đến nhà họ Làm nô bộc trừ nợ Hai vợ chồng Rất phiền bực cha mẹ thằng bé Nên đã dùng nó để trút giận Họ thường đánh đập mắng chửi Đối xử với nó rất tệ Ngày nọ, thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ họ đánh nó một trận rồi trói tay trói chân nó lại đem bỏ ngoài đồng May là có một người hảo tâm đi ngang kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống từ đó thằng bé đã ôm hận oán nó thề sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù đòi lại nợ máu đời này nhân viên tụ hội thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ trương nó đến là để đòi nợ một ngày không xa trong tương lai đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi bà trương bật khóc thống thiết chồng bà ngồi bên vội an ủi đừng khóc đừng khóc nữa bà nó ơi hèn gì mà thằng cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành xa xúc chỉ mê chơi game trên mạng còn phát tệ đánh cha mắng mẹ à té ra do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác bất nhân với nó thế thì bây giờ chúng tôi phải làm sao đây cách tốt nhất là bắt đầu từ nay hai vị phải ăn chay trước phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thổ xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho cường như vậy may ra có thể tha thứ cho hai vị đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích dạ sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay ba tháng sau bà trương gọi điện tới xúc động nói vô cùng cảm tạ ngài phật pháp thật quá thần kỳ sau khi chúng tôi ăn chay sám hối tụng kinh hồi hướng cho cái thằng cường rồi thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại hơn nữa cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa đúng là quá giải quán kết quan gia chứ có hành theo phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất giải thích thêm những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường than, thật khó mà dạy dỗ con cái. Vì đời trước, đa số, chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán. Là phụ mẫu, cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt, đánh đập con cái, mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của bình phải vì con ăn chay tụng kinh hồi hướng cầu phật lực nhiếp thọ hóa giải biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên tiếp theo còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ hành tròn đạo lý làm người thời gian lâu dần con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh chuyển biến tốt muốn con cái chuyển thành người tốt trước tiên cha mẹ phải sửa đổi bản thân chính họ phải đoàn ác tu thiện thân cận phật pháp tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con làm như thế mới chiêu cảm được phật lực gia trì khiến công đức tăng gấp bội thế thì dù bị nghịch tử đến ở kề bên nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận phật pháp thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc nhờ vào sự học phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi toàn gia đồng hưởng pháp lạc biến phiền não thành bồ đề riêng những người làm con nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự nghiêm cư sĩ nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự viện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều. Thứ nhất, ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hùng tâm in kinh tạo tường cuốn dường bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như nghiêm đại cư sĩ đây, tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết, khi ông đến bái kiến hòa thượng Diệu Pháp. Ông khoảng chừng sáu mươi mấy tuổi, nhưng đầu tóc bạc trắng hết. Thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi cả, ngược lại còn giống hệt một người làm công già thoái hư Ông mặc một cái áo lạnh màu lam, quần cũng màu lam, nhưng nhăn nhúm, chân băng giày du lịch, mà giày cũng dết nhát. Đề ngoài đôi thôi này ít khơi gợi sự chú mục của người. Nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông, vốn đổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi, tính rất hào phóng, rộng rãi. Có người kể, ông có một tượng Phật bằng vàng, rất quý. Chỉ cần khách đến thăm, tán tháng, ngưỡng mộ, ngời khen, là ông liền hai tay bưng tặng, dân cho. Hãy gặp kinh sách Phật giáo hay, thì lập tức, cho sắp xếp in ấn số lượng ít nhất, thì cũng phải đầy một container 20 tấn. Ông mà đến chùa nào, chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, nghĩa là thấy vật dụng trong chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết sù để ủng hộ. Sau này, ông tuyên bố. Bây giờ tôi không đưa tiền nữa, mà tôi sẽ trực tiếp mua vật dụng, diễn thức ăn mà chùa cần, rồi tôi sẽ đem tới. bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự viện, có cư sĩ nhận tiền ông xong, không những chẳng mua đồ, mà còn biến mất tâm. Tôi cũng vừa mà tạo dịch cho họ xuống địa ngục, thì tôi cũng có tội, cho nên từ nay về sau, tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền. Ông trợn mắt, nói với vẻ rất tức giận. Ông còn viện ngôi chùa nọ, tạc một tôn tượng quan thế âm, cao 22 mét, bằng gỗ thơm. Cho thép vàng toàn bộ là hai ký, tiêu hơn trăm vạn dân dân tệ. Hòa thượng diệu pháp mời ông ngồi. Hiền hòa hỏi. Sớm đã nghe nói về ông. Có chuyện gì mà muốn tìm ta? Hiện tại ông đã thoái hưu rồi, có phải không? Hai chân mình đi đứng khó khăn, cảm giác rất nặng. Ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay, đã tham đủ các bệnh viện đổi danh trong nước lẫn ngoài nước, tốn bộn tiền, nhưng không hiệu quả. Ông cũng có bái thỉnh mấy vị Phật sống Tây Tạng, xin quán đỉnh cho, nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu. Hiện tại, ông giao xí nghiệp cho các con quản, từ mình niệm Phật, tới lui các tự viện, thực tế là muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bệnh tuyên giảm, nếu không, ông ăn ngủ đều bị phiền muộn, cho nên hay phát cáo bực. Ông thành thực, thưa với sư phụ. Con thừa hiểu, tiền tài thế lực dù lớn, cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp dạy hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay, con tận lực làm chút việc cho Phật giáo. Hy vọng tương lai lúc ra đi có thể yên lành giảng sinh không thống khổ đọc cuốn báo ứng hiện đời rồi con mới biết danh sư phụ thông qua nhiều mối giao lưu trò la dữ lắm mới biết rõ được chỗ ngài cư trú cho nên con mạo mùi tìm đến bái kiến ngài và con cũng hiểu là ngài bế quan tu không tiếp khách nhưng mà con vẫn cố chấp ráng tìm đến trước cửa của ngài xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ con một mực rất muốn biết tại sao con gì phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ Thậm chí đang chạy bao nhiêu năm nay, chẳng những bệnh dứt đầu không lành, mà chân cũng có vấn đề nữa. Mong Hòa Thượng từ bị khai thị. Hòa Thượng bảo Cư sĩ chẳng nên khách sáo. Tôi sợ dĩ không tiếp khách, là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách báo ứng hiện đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi, lại thành giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý, chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm hòa thượng diệu pháp. Biến tôi thành thần y, làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh, thì dù có gặp quan thế âm bồ tát cũng không thể ly khổ đắc lạc được những chuyện khác của ông tôi không cần bàn trình độ văn hóa ông không cao nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không Nhìn cư sĩ đáp dạ đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia. Sư phụ bảo Nói thế chỉ là duyên phụ, một phần nào thôi. Toàn quốc, người mở xưởng làm ăn rất nhiều, nhưng thành công như ông đây có rất ít. Nghiêm cư sĩ hỏi Vậy, nhất định là nhờ dân giao đời trước của con à? sư phụ nói vì sao ta nhắc việc này với ông bởi nó liên quan đến chứng nhức đầu của ông ờ à, tại sao vợ ông không đi theo dạ vốn là vợ con cũng định đi nhưng do trong nhà có đưa một con chó đứt cho nên bả đi thì không có ai chăm sóc nó dạ thưa sư phụ vì sao ngày hỏi về bà ấy à? Sư phụ, nghiêm trang nói. Bởi vì, ông đi đâu, vợ ông đều quấn quýt đeo theo mà. Nghiêm cư sĩ cười đáp. Dạ đúng vậy. Con đi đâu mà cũng đòi theo, xa một chút thì không yên tâm. Có lúc, con cũng cảm thấy hơi phiền. Sư phụ nghiêm trang nói. ta kể cho ông nghe một chuyện được không nhưng nghe rồi không được nổi giận đó nghiêm cư sĩ cung kính thừa giận rằng mình đã xem qua báo ứng hiện đời nên không dám nổi giận nghiêm cư sĩ liền lễ ba lại và nói Chính vì nghe ngài giảng như vậy mà con tìm tới. Sư phụ kể Cách đây trăm năm có một cậu bé mồ côi, khoảng mười mấy tuổi, đi xin ăn, rồi trôi dạt đến ngôi chùa, nằm lưng chừng núi. Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé, thấy nó bơ vơ không chỗ nương, nên tội nghiệp thu nhận cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa làm tạp vụ lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng một tối nọ dẫn về ở chung lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn giúp tăng thêm can đảm mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước, đập cửa sủa gâu gâu, gọi người dùng. Ban đêm, cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau, cả hai cùng nương nhau mà sống. Mỗi mồng một hay ngày rằm, thường có nhiều thiện nam tín nữ dưới núi lên giếng chùa, nhìn thấy gái trai và trẻ hân hoan bái Phật thắp hương vui đùa hớn hở cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao tự cảm thán và hay nói với con chó tương lai tao chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi <laughs> ngày ngày quấn quýt đeo theo tao bầu bạn với nhau rất là tuyệt lại một hôm khách ra về cả rồi trong lòng cậu có chút thắc mắc liền lên đại điện thắp hương đứng trước tượng phật cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng từ dung tôn nghiêm rất lâu rồi tự lẩm bẩm một mình đức phật ơi con cũng chẳng biết ngài có thật hay không nữa nhưng mà nếu ngài có thật thì ngài hãy cho con giàu lên một chút có thể sở hữu mọi thứ nhiều nhiều lên một chút đang nói đến đây thì cậu bỗng nghe tiếng hòa thượng vang lên phía sau chẳng phải là ngươi đang mơ ước phát tài hay sao cậu quay đầu lại thưa bạch sư phụ ai mà không muốn phát tài chứ nếu mà con giàu thì có thể thành gia lập nghiệp rồi hòa thượng bảo đúng sung túc thì có thể thành gia lập nghiệp nhưng bất kể giàu sang đến mấy, người ta ai cũng phải già, bệnh, già, sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc vĩnh biệt, tiện đưa của con cái. Ngươi xem, có đúng như vậy không? Cậu nghe sư phụ nói, ngẩn ngơ một lúc, rồi thưa. như vậy thì dù con giàu cũng chẳng sướng được bao nhiêu năm, một khi bệnh, chết đến, thì vẫn khổ hả sư phụ? Đúng vậy, bất kỳ ai cũng không trốn thoát quy trình, sinh, lão, bệnh, tử, tới lúc chết thì vẫn phải ra đi trắng tay, thay dùi xuống mộ, rụt rã, rồi cuối cùng biến thành bụi đất còn thần thức thì tiếp tục luân hồi, đi đầu thai làm trâu, làm ngựa, thọ khổ sinh tử không cùng tận. Và sư phụ, thật có chuyện đầu thai chuyển thế không? Hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu, giải thích. Thì đây, con vàng này kiếp vừa qua là một sa di trong chùa nơi đuôi mài phải chú ấy có một nốt ruồi bởi do lúc dọn cơm chú đã lén ăn trước một cái bánh bao khi tri khố phát hiện thiếu một cái bánh bao bèn hỏi chú thì chú một mật phủ nhận còn thề rằng nếu như tôi có lén ăn bánh bao thì tương lai sẽ biến thành con chó sau đó chú sa gì mắc bệnh chết quả Nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này, khi người dẫn con chó về đây là ta nhận ra ngay. Bây giờ, ngươi hãy xem kỹ đuôi mày phải của nó, thật có phải nốt ruồi màu nâu hay không?" Nghe Hòa thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống, đưa tay dạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. Cậu kinh ngạc kêu lên: Trời đất ơi, quả có nút rồi đấy nè. Sư phụ, con chó này theo con bao nhiêu năm, con không hề biết. Vậy mà sư phụ lại phát hiện nó có nút rồi. Người phạm sai lầm nhất định phải can đảm nhận lỗi và sửa chữa, không thể che giấu ương bướng chối phăng, rồi còn dùng lời thề đọc để chứng minh mình trong sạch. Giả như đương sự không có lỗi thì không sao, còn cứ một mực nói điêu thầy ấu thì sớm muộn gì lời thầy cũng hiện thành sự thật sau khi con chó đã xong nghiệp báo rồi thì nó tái sinh làm người lại tiếp tục tu hành thưa sư phụ vậy phải làm sao mới không tiếp tục luân hồi đau khổ người ta chẳng biết lúc nào mình chết cho nên phải mau gấp tu hành xuất gia để liễu sinh tử. Tại gia cưới vợ sinh con cũng có thể tu, nhưng đương nhiên đời sống xuất gia ít chứ ngại hơn. Vậy, con muốn xuất gia tu liễu sinh tử, sư phụ có thu nhận con không? Ta đợi câu nói này của con từ rất lâu lắm rồi. Hòa thượng Diệu Pháp kể tiếp Cậu bé đó sau khi làm sa di rồi quyết tâm đời này tu thoát tam giới Dùng công hết sức gian khổ nhưng mới được mấy năm thì mắc bệnh lìa đời tâm nguyện thực hiện chưa tròn nhiều năm trôi qua cho đến hiện tại cậu sinh vào thế giới này đáng lý phải tiếp tục xuất gia cho tròn tâm nguyện quá khứ nhưng trong tiền kiếp Hồi chưa xuất gia, cậu từng nhen nhúng nhiều ước mơ khác nữa, và những hạt giống tư tưởng đó, đời nay, đã trổ thành quả. Phần con chó vàng, nhờ đời trước có công coi nhà hộ chùa, nên nó cũng chuyển lên cõi người, tái sinh làm một cô gái mỹ lệ, hơn nữa, vì ứng với lời nguyện của cậu mồ côi kia nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu. Kể đến đây, Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười, hỏi nghiêm cư sĩ. Ông biết ta nói ai rồi chứ? Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu, hồi đáp. Dạ tôi biết, sư phụ vừa nói là con đã biết rồi. Vợ con có một nốt ruồi ở đuôi lông mài á. À? Hòa thượng bảo Ông sợ dĩ đời này có được phước báo Là do nhân thiện đời trước Dốc hết sức lực cống hiến cho chùa Còn chuyện nhức đầu Chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay Đôi chân ông đau Là do trong thời gian làm việc Đã tặng quà Nhận quà hối lộ Mà tạo thành nghiệp chướng Cộng thêm nhiều tội nặng chèo kéo theo làm sao mà có thể bước đi dễ dàng được nói xong hòa thượng tỏ dấu chào khách nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp thì bệnh sẽ dứt ta hơi mệt rồi hãy để quả khanh lo cho ông dùng cơm những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi phần ông muốn làm gì là việc của ông nghiêm cư sĩ vội đảnh lễ bái tạ và thưa cô rất đội ơn hòa thượng đã khai thị chuyện xuất gia cô sẽ suy nghĩ rốt cuộc nghiêm cư sĩ có xuất gia hay chăng điều này tuyệt chẳng quan trọng hiện nay chẳng phải người ta ai cũng ham phát tài giàu có sao tôi ghi câu chuyện này ra là muốn chia sẻ bắt mọi người con đường làm giàu đó là in kinh, hoàng pháp, cúng dường Phật, pháp, tăng. Bất kể bạn gặp duyên tốt đến đâu, nếu bản thân không gieo nhân, thì chẳng thể gạt quả, giống như bạn không trồng trọt, thì dù có ban cho bạn vùng đất màu mỡ đến mấy, bạn cũng không thể thu hoạch được gì. Mẹ chồng nàng dâu Vô lượng kiếp đến đây, chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường. Vì phiền não tam độc, mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Trong Lương Hoàng Sám nói, tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. Vì sao lại như thế? Bởi, nếu không oán đối, ác không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không dừng. Tam đồ càng lớn, thì biết là oán đối không tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ. Chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng quán hận cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân, rồi thọ thân không ngừng nghỉ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh, từ vô thủy đến nay, liên tục phân biệt mê muội vô minh giấy mãi biển ái đắm chìm khởi tâm điên đảo làm mười hành ác bản thân tự hành thập ác còn dạy người hành ác tán thán pháp ác khen người hành ác như thế thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng tám vạn bốn ngàn cửa trần lao những tội khởi trong một ngày một tháng, một năm, trải qua bao kiếp, còn hết lại thành vô lượng vô biên tội. Vì vậy mà oán thù tìm báo giao không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận, thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, rộng tu công đức. Sau đây là câu chuyện có thực liên quan đến oán kết giữa mẹ chồng nàng dâu. Trường lan và mẹ chồng mới đầu quan hệ tương đối tốt sau đó nàng về làm dâu cùng ở chung nhà được một năm mẹ chồng thường vì những việc bụng vặt mà mắng chửi nàng chồng nàng vốn hiếu thuận những khi mẹ nổi giận thì anh luôn làm thinh khiến cho trương lan hết sức khổ tâm buồn phiền khi mẹ chồng thoái hô về nhà thì lo đi chợ làm cơm nghĩa là các việc trong nhà đều do một tay bà quản. Mấy ngày nay, mẹ chồng thân thể không an, nên lệnh cho Trương Lan nấu cơm làm bếp. Trương Lan ngoan ngoãn vâng lời. Mỗi ngày, nàng luôn dậy sớm, ngủ muộn, nấu nướng làm bếp, hoàn thành tốt việc trong nhà. Hôm nay, Trương Lan lỡ thức dậy muộn một chút, thì mẹ chồng đã làm cơm sáng xong, không đợi Trương Lan mở miệng giải thích. Bà đã mắng nàng xối xả buồn cầu nhà vệ sinh phải lo mà chùi rửa mỗi ngày một ngày không tẩy rửa là vừa dơ vừa thúi cái việc làm đơn giản như vậy mà cũng không làm lúc nghỉ lúc làm thử hỏi còn nên thân được chuyện gì nữa hả cha chồng thấy vậy liền tiến đến khuyên can càng khiến cho mẹ chồng thêm kích động nổi xung trước sự thịnh nộ chửi mắng của bà trương lan không dám hé môi nói tiếng nào nàng ráng dịnh oan khuất song bản thân còn phải ra ngoài công tác cũng rất gian khổ bình thường nàng đối với ba mẹ chồng một bề kính thuận làm gì cũng ý tứ ráng giữ cho tròn hiếu đạo không ngờ hôm nay lỡ dậy muộn một chút mà bị mẹ chồng chửi mắng thịnh nộ vô lý đến như vậy trương lan vừa ăn cơm vừa lau nước mắt rửa chén xong nàng hướng về mẹ chồng xin lỗi rồi bỏ ra ngoài tìm bạn đạo tâm sự khóc kể nỗi oan trong lòng nghe trương lan khóc lóc tường thuật sự việc tôi bảo thôi mà thôi em đừng có khóc nữa sở dĩ hôm nay em gặp chuyện như vậy là do đời quá khứ giữa em và mẹ chồng em đã từng có xích mích hiểu lầm nên mới tạo thành quan trái khó giải như ngày hôm nay vào thời đường trương lan là một quý phi rất được hoàng đế sủng ái có lần quý phi và hoàng đế đang thưởng thức ca vũ, thì một võ tướng do xuất chinh thất bại, lại bị kẻ ác vu hại, nên hoàng đế triệu vào bái kiến. Lúc này, quý phi ở cạnh bên, thì thầm vào tai hoàng đế mấy câu chi đó, bên dưới không ai nghe rõ, nhưng võ tướng nhìn thấy cảnh này, thì trong lòng cực kỳ không vui, bởi ông hiểu lầm, vì quý phi đang nói xấu, ngầm ám hại mình. Thực ra, quý phi chỉ xin hoàng thượng ấy, hãy xá tội cho ông. Nhưng do hoàng thượng đã hạ quyết tâm, phải trừng trị ông để răng chúng. Vì vậy, mà võ tướng bị nhốt vào ngục, và bãi bỏ quan chức. Vị tướng này, không những bị thọ cực hình tàn khốc, mà thân quyến cả nhà, gồm mười mấy người cũng bị khổ lay. Do vậy, mà oán hận trong lòng, ông trút cả vào quý phi. Trước sau, ông luôn cho rằng, mọi việc đều do bà toan hót sau lưng để ám hại ông và những hiểu lầm này của võ tướng oan uổng của quý phi thấy đều xuất phát vào thời quá khứ xa xưa nữa nghĩa là nhiều kiếp trước đó quý phi cũng đã từng nghĩ oan hiểu lầm cho võ tướng y hệt vậy cứ thế nhân quả oan oan tương báo mãi không ngừng đến đời này thì họ gặp nhau lại cùng ở chung võ tướng kiếp xưa nay chính là mẹ chồng của trương lan và giữa mẹ chồng nàng dâu là diễn tiếp mối oán kết chưa giải trương lan nhớ lại kể à ha hèn gì mà có một dạo một người bạn học của em đến thăm lần đầu mới gặp hả mẹ chồng em đã hỏi trương lan có nói xấu gì tôi không khi biết chuyện này trương lan rất bất bình sau đó mẹ chồng thường nghi ngờ nàng nói xấu sau lưng diễn tiến tệ đến mức bà còn chỉ ngay mặt, mắng chửi nàng. Bây giờ Trương Lan hiểu rõ tất cả đều là quả báo, là ác duyên lỗi lầm ẩn khuất mình từng tạo ra trong quá khứ. Thế là, nàng bắt đầu sửa đổi, quay sang tự kiểm lỗi mình, lo sám hối nghiệp chướng, phát tâm ăn chay và tụng 49 bộ kinh địa tạng, hồi hướng cho mẹ chồng, mong hóa giải oán hận hai bên. Từ đó, nàng nghiêm trì giới luật, chăm chỉ tu sửa. Ba tháng sau, quan hệ giữa Trương Lan và mẹ chồng đã cải thiện rất tốt. Hiện nay, ba mẹ chồng thương nàng như con gái ruột của mình. Cả nhà vui sống thuận hòa. Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng hễ chồng ưa thì vợ không chịu hoặc ngược lại hay con thích thì cha mẹ không đồng ý chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng mà tới khi cả gia đình đồng ý thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán cứ thế diễn tiến này kéo dài ngót ba năm cho đến nay, họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang đại lục, lên ngũ đại sơn bái Phật, thỉnh cầu hòa thượng diệu Pháp, giải nghi cho họ, nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng, hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ưa chọc phá tổ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <cười> 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 dạ hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến còn khen trong tổ thiết kế rất là hay có cung điện cho kiến chúa có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch sai mê đến quên cả ăn uống, sư phụ nói. Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên. Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến, đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi, thì trong tương lai, dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ. Cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh có lúc phải chật vật tìm kiếm món ăn quay sang hai người lớn hòa thượng quở còn hai con nữa thân làm cha mẹ đã quy y cửa phật nhiều năm vì sao có thể đứng yên nhìn Mặt tình con mình làm việc tổn đức như thế mà không ngăn cấm khuyên dạy chúng nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình nếu các con sớm sám hối tạo phúc siêng năng tụng kinh hồi hướng công đức cho hàng ngàn hàng vạn con kiến đã bị các con làm tổn hại thân mạng lẫn tài sản thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai hiểu rõ chưa hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong xúc động ăn năn sám hối thưa sư phụ đệ tử đã biết lỗi mặc dù quy y nhiều năm cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm phật như vậy là đủ rồi. Không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú đại bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ. Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cho nên không được xem thường loài vật, không được tùy tiện làm hại chúng sinh. Nguyên nhân đáng, đáng sợ. Tất cả báo chí hôm đó đều đăng hàng tiết này. Bác sĩ trẻ Vương Vĩ Lục từ sát vong thân, khiến người xem khó mà tin được. Bác sĩ Trương năm nay 29 tuổi, năm ngoái sau khi tốt nghiệp, chàng phục vụ tại bệnh viện chính phủ. Bác sĩ Trương xuất thân từ gia đình giàu có, cha mẹ hiền lành tốt bụng, ba người chị của chàng đều xuất giá, là con trai út. Chàng được cưng chiều vạn bội. Bác sĩ Trương rất tuấn tú khôi ngô. Là một nam nhân lanh lẹ, có duyên, làm rung động rất nhiều trái tim cô gái. Còn đường nhung gấm trải dài ở phía trước, nhìn chàng, thân thuộc bằng hũ đều ước ao được số đỏ giống như vậy cho nên chẳng ai tin nổi là chàng tự sát. Vì vậy, mà bệnh viện thành lập ngay một đoàn pháp y để điều tra về việc tự sát của chàng. Bắt đầu từ bối cảnh gia đình Trương Vĩ Lục, từ quá trình 6 năm ở trường học, cho đến khi tốt nghiệp vào y viện công tác. Toàn bộ tư liệu ghi chép hơn 500 trang, có thể thấy cấp trên và đồng nghiệp rất quan tâm về việc tự tử của chàng. Trong số sổ sách báo cáo có một đoạn ghi thế này. Một năm gần đây, người ta mới bắt đầu phát hiện ra tính chất đại trường phu hùng dũng ai về của Trương Vĩ Lục bỗng dưng đổi thay và cử chỉ hành động giọng nói của chàng xem ra có phần giống con gái. Ai cũng nghĩ chắc là do từ bé chàng sinh ra trong nhà có ba chị em gái lại công tác kề cận toàn với nữ y tá. Vừa rồi, khi kiểm tra cơ thể chàng Bác sĩ nói Kích thích tố nữ quá thịnh Lấn át hẳn Khùng tính của nam Trong hồ sơ Bác sĩ Ngô Y Sương Người chủ trị cho chàng còn ghi Bệnh nhân chưa vĩ lục Không thể tiếp thu Kích thích tố nam Để duy trì cân bằng Thậm chí còn bị hoạn tính Vô năng Có nghĩa là biến giới bất lực Tiếp theo hồ sơ ghi rằng chàng bị chứng hoạn như thế này đã lâu lắm rồi. Qua điều tra, thấy bối cảnh nhà chàng rất tốt, bản thân chàng thanh khiết, có tự ái cao, tính tình thuộc loại bảo thủ. Dù chàng sớm xa rời cha mẹ để làm việc độc lập, tùy ở một mình nơi phồn hoa đô hội, có đầy dãy cám dỗ, khiến cho người ta dễ sa ngã như thành phố Bangkok. Hơn nữa, xung quanh môi trường làm việc của chàng toàn là mỹ nhân thế mà chàng vẫn giữ thân như ngọc quả là hiếm có khó được thêm một báo cáo nghiên cứu có giá trị khác nữa ghi rõ trương vĩ lục là người miền nam thái lan từng thi vào đại học y đạt thành tích hạng u tại bangkok suốt sáu năm học đại học y chàng ngủ tại ngôi nhà thuê gần trường hàng ngày khi điểm tâm chàng thích dùng cà phê, nước ép trái cây. Quan trọng nhất là buổi trưa và tối chàng đều ăn cơm gà. Đây là món cơm gà Hải Nam trứ danh mà người Thái Lan rất ưa. Không có rau xanh, chỉ dùng thịt gà kèm cơm là món ăn nhanh vừa tiện ghi lại rất ngon miệng. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh và đầu gà. Và chàng ăn rồng rã sáu năm. Một nghiên cứu có giá trị hơn nữa. Trước đây, nhà nông nuôi gà, ít nhất 6-7 tháng mới bán ra tiêu thụ. Nhưng bây giờ, nhờ nuôi gà theo khoa học, chỉ cần 40 ngày, gà vẫn lớn mau và rất nhanh chóng đạt đủ trọng lượng chuẩn. Ngày xưa, gà trống nuôi đến thời kỳ thanh xuân thì không thể phát phì, lớn mập. Người ta vì muốn hưởng dụng nó cho ngon miệng nên đã thiến nó đi, khiến thịt gà vừa béo vừa mập với đã phát triển tiến bộ, khoa học ngày nay đã phát minh ra loại thuốc, khiến gà và những loại da cầm khác, mất đi khả năng sinh sản. Chẳng hạn như, loại thuốc này được bào chế thành viên, nhét vào mồng gà hay phần bắp thịt dưới cánh. Ngoài ra, thuốc này còn được trộn vào thức ăn. Cho nên, trong lúc chúng ta hưởng dụng thịt gà trống béo phì, nào hay nào biết bản thân mình cũng uống luôn thuốc hoạn đó vào bụng. Hèn gì mà thời nay, đàn ông bị bệnh hoạn tính vô năng, nhiều đến như thế, tất cả đều do ăn thịt gà thiến, heo thiến mà được. Trương Vĩ Lục rất ưa ăn cánh gà, đầu gà. Xong, những bộ phận này chính là điểm tập trung dược vật. Cái hại đầu tiên mà dược phẩm này mang đến là nó ức chế toàn bộ hóc môn nam. Chính thuốc hoạn này đã liên tục ngắm vào cơ thể Trương Vĩ Lục rồng rã suốt sáu năm. Những dược phẩm này âm thầm tích lũy và phát tác, thành một lượng thuốc khủng đến kinh người. Cuối cùng, ngay cả bác sĩ Trương Vĩ Lục cũng không thể trị lành chứng giới tính bị hoạn của mình. Như vậy, thì làm người còn gì thú vị nữa? Đây chính là kết luận nghiên cứu sơ bộ về nguyên nhân việc tự sát của bác sĩ Trương. Cố nhiên, là do chàng không biết mà thành vậy nhưng căn cứ theo bối cảnh trương gia ban điều tra còn có được một báo cáo kinh người té ra ông nội trương vĩ lục cả đời làm nghề hoạn heo hoạn gà đây là việc tại quê nhà phụ thân chàng cũng từng theo phụ suốt hai ba năm sau đó do không muốn kế thừa sự nghiệp của ông nội bác sĩ trương cha chàng đã từ bỏ nghề hoàng đó đâu ai biết hành vi thực hiện việc tuyệt chủng này của tổ phụ chàng đã di họa đến đời thứ ba khiến tử tôn tự sát tuyệt hậu vậy thì còn ai dám không tin đây là nhân quả báo ứng chứ